Hiện tại, mối quan hệ trên mức bạn bè giữa Hoàng Thùy Linh và Yêu Lê nhận được sự quan tâm rất lớn. Đặc biệt trong những ngày qua, cả hai liên tục xuất hiện trên mặt báo và để lộ nhiều hình ảnh thân mật. Thông tin cặp sao nữ mua nhà chung cùng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Mặc bao đồn đoán từ dư luận, cả hai vẫn chưa lên tiếng chính thức về chuyện tình cảm của mình. Họ vẫn tỏ ra khá dè dặt khi xuất hiện cùng nhau, tuy nhiên dân mạng vẫn tinh ý phát hiện độ thân mật trên mức tình bạn. Sáng sớm nay, ngày 11 tháng 2, Hoàng Thùy Linh và Yêu Lê đăng ảnh đón bình minh cùng một thời điểm, nhưng ngầm cho biết cả hai đang ở cạnh nhau. Thay vì thận trọng như thói quen, động thái mới của cặp sao nữ khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Sau khi Yêu Lê đăng ảnh đón bình minh thì giọng ca để Mỹ nói cho mà nghe check-in tại một địa điểm tương tự. Những ngày qua, Yêu Lê tạm gác công việc để tháp tùng người tình tin đồn sang Mỹ tham dự sự kiện. Tại đây, cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm. Tài trợ Yêu Lê chịu khó chụp ảnh, giúp Hoàng Thùy Linh sống ảo. Được biết, giọng ca để Mỹ nói cho mà nghe rất được lòng gia đình người tình tin đồn. Trong những bữa tiệc quan trọng của gia đình Yêu Lê, nữ ca sĩ 32 tuổi đều có mặt. Từng trải qua nhiều đổ vỡ trong tình cảm, Yêu Lê Hoàng Thùy Linh nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả trẻ. Su theo Việt Nam Nick.